Rồi sau này con hôm qua con có nói cái tinh cần hộ trì trong kinh á, ai còn nhớ không? À, đúng rồi, hộ trì cốt tưởng, tưởng sát chết, tưởng phình trương, sanh lề, sanh ngắt, rồi cái tưởng rọn diệt, sát nói hoại, tưởng về sát nói trương ra. Tưởng về bầm bầm xanh, sát nó bầm xanh. Tưởng về trùng ăn. Trùng ăn là dầu vậy. Tưởng đầy ứ mũ mũ nồng nước nẻ. Là chính cái tưởng về trong cái phần về quán sát chết. Thì như vậy hôm qua con đã chia sẻ với chúng ta về phần chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Chánh tinh tấn, tinh tấn là tinh cần, tinh tấn là sự siêng năng, sự nỗ lực. Chánh là chân chánh, sự nỗ lực chân chánh, hay là sự siêng năng chân chánh, hay là sự tinh cần chân chánh, tinh cần tinh tấn chân chánh, đúng pháp. Nó đúng với lại cái pháp của một người trên con đường đi đến sự đoạn diệt khổ đau, chấm dứt sanh tử. Cái mục đích của sự tu đạo của mình trong đạo Phật là đi đến cái sự phải chấm dứt những cái phiền não khổ đau mà mình đã trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua. Nếu như bây giờ mình không có làm dừng lại những cái nguyên nhân khổ đau, mình không tu tập những cái pháp để làm mà làm chấm dứt khổ đau, thì mình sẽ không thể dừng lại được sự khổ đau. Thì tất cả những cái sự tu tập của mình nó phải nhằm hướng đến mục đích là phải đoạn diệt được khổ đau. Tất cả những sự tu tập nó phải hướng đến mục đích là đoạn diệt khổ đau, chấm dứt sinh tử. Thì những sự tu tập nào mà hướng đến sự đoạn diệt khổ đau, chấm dứt sinh tử thì đó được là gọi là một cái sự tu tập chân chánh, đúng pháp. Thì Đức Phật Ngài đã tìm ra được, Ngài đã phát giác, phát hiện ra được một cái đường lối tu học chân chánh đúng pháp, đưa đến sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Ngài đã tìm ra được cái đường lối đó, cái phương pháp đó. Và công việc của chúng ta ngày nay là phải tìm hiểu kỹ phương pháp đó, áp dụng, vận hành, thực hành, tu tập để đạt được cái mục đích mà khi chúng ta đến với đạo Phật là phải chấm dứt được phiền não. Chấm dứt phiền não, chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử. Và vừa rồi chúng ta đã học về sự chánh tinh tấn, là sự tinh cần tinh tấn chân chánh, hay sự siêng năng chân chánh, hay còn gọi là siêng năng đúng việc. Nếu mà siêng năng sai việc thì nó gọi là tà tinh tấn. Siêng năng đúng việc, siêng năng đúng thứ nhất là đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh,
khởi lên ý muốn không cho sanh khởi. Vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì trí. Quyết tâm trì trí trong vấn đề gì? Trì trí trong vấn đề là phải không cho nó sanh khởi. Và đi vào những cái bài kinh khác nữa, ngày hôm qua con đã trình bày với chúng ta, thì chúng ta lại được biết rõ hơn vấn đề mà mình phải tinh cần tinh tấn để ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp chưa có sanh khởi bằng gì? Bằng pháp hộ trì hay là chế ngự các căn. Trong khi sáu căn tiếp xúc với lại sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì trong cái sự tiếp xúc đó, sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra rồi thức rồi xúc, rồi sanh ra thọ tưởng hành. Thì trong cái sự tiếp xúc như vậy á, thì cái trạng thái tâm mình, vì mình mới tu tập và tâm vẫn còn các cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cho nên trạng thái tâm mình sẽ dao động, sẽ động chuyển, sẽ dính mắc tùy theo những cái tập khí tánh tình, kiết sử của từng tâm tánh, lậu hoặc của từng tâm tánh, mà sẽ có những cái dính mắc hoàn khác đối với lại sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì để nhiếp phục, để chế ngự, để ngăn chặn những cái dục ái tham sân si dính mắc trước những sắc thanh hương vị xúc pháp ở hiện tại, thì mình phải tinh cần tinh tấn hộ trì các căn của mình. Khi thấy là phải lập tức quay về hộ trì nhãn căn, hộ trì con mắt, không có để cho nó mê đắm trước các sắc pháp, không có để cho nó trói buộc trước các sắc pháp, mà đưa nó về cho nó yên và làm cho nội tâm ở phía bên trong được định tĩnh, được lắng dịu, được ở yên, không chạy theo các sắc pháp. Đó gọi là hộ trì nhãn căn. Khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm, mình phải hộ trì tai, mũi, lưỡi, thân ở trong mình. Mình nghe là mình phải nhớ rằng lỗ tai đang nghe, nhưng không chạy theo cái âm thanh mà đang được nghe. Quay về cảm giác toàn thân, định tâm ở trên thân, kiểm tra coi trong cái duyên xúc này, thọ tưởng hình thức có sanh khởi hay không. Thọ tưởng hình thức có dục ái tham sân si gì trống không? Phải kiểm tra liền. Và khi đó mình nhiếp phục, mình chế ngự các căn. Tại nhớ con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân đang có trên thân này, không được phép quên, không được phép chạy theo sáu trần ở phía ngoài. Khi thọ tưởng hành ở bên trong khởi, mình phải nhớ để ý cái ý căn phía bên trong coi nó đang như thế nào. Nó có đang để ý, nó có đang hôn mê trong những cái thọ tưởng hành đang sanh khởi đó hay không? Và mình quay về, mình phòng hộ, mình thủ hộ ý căn. Không cho nó đi theo những cái thọ tưởng hành có chất chứa tham sân si, dục ái trong. Như vậy, cái tinh cần tinh tấn thứ nhất là tinh cần ngăn chặn, tinh cần ngăn chặn không cho tâm mình ngay trong hiện tại dính mắc đối với lại các ngoại trần, trói buộc đối với các ngoại trần, tham ái sân si đối với lại các ngoại trần. Cũng tức là ngăn chặn không cho những cái lậu hoặc mới sanh khởi, không cho những cái pháp ác bất thiện mới sanh khởi,
Mà vì vậy á, trong cái sự tu tập của mình á, cái tinh cần, tinh tấn thứ nhất này là tuyệt đối quan trọng. Mình phải ngăn được những pháp bất thiện mới đang có thể sanh khởi. Trong khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, mình rõ biết nội tâm thì những pháp bất thiện có thể sanh khởi. Một người tu là phải luôn quay về tinh cần hộ trì các căn. Người đó được gọi là người có chánh tinh tấn. Tu mà không có tinh cần hộ trì các căn, thả lỏng buông lung phóng dật trong các căn, không có khéo quay về trên tự thân, không có khéo quán sát mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình hiện nên có chạy theo ngoại cảnh hay không, thì sự tu như vậy là mình không có cái sự tinh cần tinh tấn, mình không có cái chánh tinh tấn. Mà tu mà không có chánh tinh tấn thì là cái tu tàn tàn, tu buông lung phóng dật, tu thả lỏng trôi nổi giống như là bèo dạt mây trôi. Thành ra cái pháp đầu tiên ở trong cái chánh tinh tấn, tinh cần tinh tấn là phải ngăn chặn các ác bất thiện pháp chưa sanh. Chưa sanh phải ngăn chặn. Phải ngăn chặn. Mình nhớ ra trong sự tu học của mình, chánh tinh tấn này là rất là quan trọng. Mà trong bát chánh đạo, các pháp chánh nó đều rất là quan trọng. Tại vì mỗi pháp chánh đối trị với lại những cái pháp tà ở trong cái con đường tu tà đạo, tu sai lầm. Cái chánh tinh tấn nó dùng để đối trị và diệt tận cái tà tinh tấn. Và mình tu tập mà mình không có một cái sự nỗ lực hộ trì các căn của mình, mình nỗ lực trong những cái công việc không có thích hợp, không có thích hợp với một người mà đang đi đến nhiếp phục chế ngự thân tâm mình khỏi tham sân si, mình làm những công việc không thích hợp. Khi mình không có hiểu biết về chánh tinh tấn, mình sẽ có một sự siêng năng sai lầm được gọi là tà tinh tấn. Mình không lo tập trung vào trong việc hộ trì các căn, ngay trong khi mình đang có những cái tiếp xúc hiện tại, mình không hộ trì con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Mình không lo hộ trì mà mình làm những công việc gì khác đó, không tương ứng, không thích hợp. Thì những cái tinh cần tinh tấn đó của mình được gọi là tà tinh tấn, là tinh tấn sai. Cứ nhìn lại đi, trong đời sống của mình, trong sự tu tập của mình có tinh cần hộ trì các căn hay không? Nếu mình không có tinh cần hộ trì các căn là cái chánh tinh tấn thứ nhất của mình không có. Đây là một sự nguy hiểm của mình. Khi mình không có tinh cần hộ trì các căn thì những pháp ác bất thiện chưa sanh có thể sanh khởi. Thông qua việc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý rõ biết các pháp. Khi mình không có tinh cần hộ trì các căn thì các lậu hoặc có thể sanh khởi mà mình không hay biết. Mình hiểu chỗ này không? Sở dĩ các lậu hoặc có thể qua mặt được mình và tiếp tục thâm nhập vào trong nội tâm của mình, thân tâm của mình là do mình không có hộ trì các căn. Những lậu hoặc mới có thể sanh khởi, những pháp ác bất thiện mới có thể sanh khởi. Mình không thấy, không biết, mình hòa nhập vào trong đó, mình đồng hóa mình trong sự tu như vậy, mình sẽ không có một cái kết quả tốt đẹp. Thành ra ai tu mà không có sự hộ trì các căn là hỏng. Không làm sao mà tiến bộ được hết đâu. Không làm sao tiến bộ được hết. Hộ trì thân, hộ trì lời nói, hộ trì ý, chế ngự thân,
chế ngự lời nói, chế ngự ý. Thân muốn làm một cái hành động bất thiện nào đó, tà dâm, lấy của không cho, vân vân, sát sanh. Mình thấy thân mình muốn làm cái hành động đó, sắp làm cái hành động đó, mình phải chế ngự được cái dục đó, không cho nó làm, thì gọi là chế ngự. Thành ra mới dùng cái danh từ là chế ngự. Nhưng mà đi vào trong bài thì chính là sự hộ trì sáu căn. Còn chế ngự mình vẫn có thể dùng đây là chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự ý. Dục khởi lên, mình có một ý muốn, muốn được làm cho dục thỏa mãn, hành dâm dục, thủ dâm. Mà khi đó mình phải nhiếp phục cái bản thân mình, chế ngự cái bản thân mình, không cho nó hoạt động trong cái vấn đề dâm dục, tà dâm, không cho phép nó. Tác ý mắng chửi nó thật là mạnh, bằng mọi giá phải giải tỏa được cái cảm xúc đó, cái tạc cảm xúc tiêu cực, tích cái cảm xúc tiêu cực đó. Mình phải tích cực, mình phải năng động, mình phải mạnh mẽ, mình phải hùng hổ, phải có một sự như lý tác ý thật là mạnh mẽ. Dục mạnh chừng nào thì sự tác ý của mình phải mạnh hơn dục. Dục mạnh 1 thì mình phải tác ý mạnh 2, 3, 4, 5. Dục mạnh 5 thì mình phải tác ý của mình phải mạnh tới 10. Phải tích cực, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn. Như lý tác ý để nhiếp phục dục, để chế ngự dục, khống chế dục, không để cho dục khống chế mình. Dục ăn, dục nói, dục tình dục, dục muốn buông lung phóng dật, thả lỏng các căn. Cảm giác không muốn tu, cảm giác lười biếng, cảm giác gật giờ dưỡng. Tất cả những cái đó mình phải nhiếp phục, phải chế ngự, phải chế ngự. Chế ngự cái thân hành bất thiện đó, không đúng pháp của một người tu. Khẩu hành nó có một cái dục nói, muốn nói gì đó, phải chế ngự được cái khẩu hành của mình. Thì cái pháp đó là pháp không cần phải nói. Ý hành của mình đang có những dòng suy nghĩ như thế nào, bất thiện như thế nào đó, mình phải nhiếp phục, chế ngự, làm cho nó định tĩnh trở lại. Phải tinh cần, tinh cần nỗ lực làm những việc đó, gọi là chánh tinh thần. Phải chế ngự được dục tham sân si ở trong mình. Chánh tinh tấn thứ hai là mình phải tinh cần đoạn tận những pháp ác bất thiện đã sanh khởi. Tinh cần đoạn tận những pháp ác bất thiện đã sanh khởi. Thì trong cái phần kinh đây thì mình đã được chia sẻ là chính là sự tinh cần đoạn tận những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm. Đó là đi vào trong tứ chánh cần. Còn đối với lại cái phần chánh tinh tấn thì bốn pháp mở trong chánh tinh tấn thì mình có thể rộng hơn được. Không những là mình đoạn tận những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm, mà tất cả những cái thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện là mình phải nhiếp phục hết. Khi đã lỡ phạm một cái sai lầm nào đó, bị thân, vì đối với lại dục đi, mình đã lỡ làm một cái sai lầm nào đó, là phải quyết chí nhiếp phục nó một cách hoàn toàn, không cho phép nó được tái phạm. Thành ra cái bốn pháp mở ở trong cái chánh tinh tấn đó, thì các pháp sẽ có nhiều hơn. Còn đi vào trong tứ chánh cần thì các pháp được gọi là các pháp đã được xác định rõ, pháp đóng đã được xác định rõ. Thì khi nói về bốn tinh cần thì mình phải nói rõ các pháp trong đó là gì. Nhưng mà đi vào trong chánh tinh tấn thì pháp của mình là pháp mở,
Tại vì chánh tinh tấn thì câu kinh là sao? Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn diệt tận. Vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì trị. Mình đã lỡ làm một cái việc gì đó sai lầm, sai phạm trong thân, trong lời, trong ý, thì phải nỗ lực diệt tận nó một cách hoàn toàn, không cho phép mình được sai phạm một lần thứ hai. Và cái pháp phát lộ sám hối là cái pháp rất là quan trọng, giúp cho mình làm trong sạch thân tâm mình, ói mửa những cái nhớt nhơ ở trong thân tâm mình, trình bày ra trước đại chúng và nhờ đại chúng chứng minh và gìn giữ cho mình. Sự chứng minh của đại chúng là sự gìn giữ cho mình. Tại vì sao? Đại chúng chứng minh mình đã trình bày những cái xấu của mình ra, mình mắc cỡ, mình xấu hổ. Nay ta đã trình bày cái xấu của ta trước đại chúng rồi, thì từ nay ta phải cố gắng nhiều hơn để không phạm trở lại điều đó nữa. Thì sự chứng minh của đại chúng cũng là sự gìn giữ của đại chúng đối với mình. Và vì mình muốn một cái đời sống trong sạch và chân chánh, mình sẽ nỗ lực cố gắng, phải làm được, phải làm được. Trong sự tu học này mà những cái lỗi lầm mà mình đã làm mà mình không có phát lộ đầy đủ chân chánh mà chính xác, mình còn có một sự giấu giếm gì đó, mình khó tu lắm, rất là khó tu. Khi trong nội tâm của mình còn có những đốm đen và mình còn che giấu những cái đốm đen đó thì mình rất là khó tu. Khi trong nội tâm mình có những đốm đen mà mình moi móc hết những cái đốm đen đó ra ngoài, mình không có chất chứa một cái đốm đen nào trong nội tâm của mình, trong những cái lỗi lầm quá khứ cũng như những cái lỗi lầm hiện tại, mình không chất chứa, mình mong muốn làm trong sạch của nó. Phải như vậy thì mới tu tiến được. Phải làm trong sạch cái quá khứ của mình, phải sống chân chánh đối với bậc đạo sư của mình mới tu được. Đó là năm cái tinh cần chi phần, năm tinh cần chi phần mà con đã chia sẻ rồi. Năm tinh cần chi phần này sẽ quyết định một cái người là tu nhanh hay là tu lâu, tu mau hay là tu chậm. Năm tinh cần chi phần. Anh ra đó, khi mình đã lỡ có những cái sai lầm bất bất thiện mình lỡ rồi, thì bây giờ phải nhiệt tâm tinh cần tinh tấn, diệt tận, diệt tận. Thì trong tứ chánh cần đó là gì? Là diệt tận những cái tà tư duy đã sanh khởi. Như trong mình khởi lên những cái suy nghĩ tư tưởng về dục, suy nghĩ tư tưởng về sân, suy nghĩ tư tưởng về làm hại mình, hại người, suy nghĩ tư tưởng về sự ngu si. Đã khởi lên những cái tư tưởng, suy nghĩ bất thiện như vậy thì bây giờ mình phải tập trung nhiếp phục nó, diệt tận nó, không cho nó được phép tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa. Thì như vậy trong cái phần mà tinh cần thứ hai là nói về suy nghĩ, ý hành. Nhưng mà mở rộng ở trong chánh tinh tấn thì mình phải đoạn tận tất cả những thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện. Không phải chỉ có những cái suy nghĩ tư tưởng bất thiện không. Anh mình hiểu chỗ này ha. Một cái là pháp mở, một cái là pháp đóng. Thì cái pháp đó, đó mình phải tu tập và phải nhìn lại hàng ngày trong đời sống của mình những cái pháp bất thiện nào mình hay phạm phải. Và bây giờ nó tiếp tục phạm phải nữa thì phải quyết chí nỗ lực. Nỗ lực tinh cần tinh tấn để mà nhiếp phục, để mà diệt tận đó. Chứ không phải là mình có một cái tập khí đó hay có những cái sai phạm như vậy rồi mình cứ để xảy ra hoài là không được. Rồi mình cứ vu vào trong cái vấn đề, đây là tập khí của tôi, lâu đời rồi, thông cảm cho tôi đi. Mình cứ nói như vậy hoài là mình tu không được. Đã biết đây là một cái tập khí bất thiện, không tốt, không hay, thì bây giờ phải nhiếp phục, phải đoạn tận nó.
Độn tận đó bằng cách là sao? Nó chưa sanh là phải hộ trì, mà nó đã sanh rồi, nó lỡ sanh, lỡ sai lầm rồi. Bây giờ phải lại sám hối, phải phát lộ, phải nêu ra, phải trình bày ra, phải chân thật ra. Phải quyết ở trong lòng, sống chết ở trong lòng phải nhiếp phục được. Mà hoàn toàn không muốn chấp nhận cho nó có thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Đó là cái tinh tấn thứ hai của mình. Cái tinh tấn thứ ba của mình là phải tinh tấn tu tập những cái thiện pháp. Xét vào trong pháp mở, trong chánh chánh tinh tấn không? Thì những pháp được gọi là thiện pháp mình đều phải tu tập. Tu tập lòng từ, diệt lòng sân. Tu tập hạnh thấp mình xuống để diệt bản ngã, cúi đầu diệt ngã. Tu tập một cái tâm hiền lành, hiền từ để diệt cái tâm nóng nảy, dữ dằn. Để tu tập quán mật nước, để phá cái thần kiến của mình. Thì khi nói về trong pháp đóng, trong tứ chánh cần, là chính là cái sự mình phải tu tập về bảy giác chi. Và đầu tiên là phải tu tập về niệm giác chi. Thì cho nên là cái việc mà con nhắc nhở chúng ta trong những ngày vừa qua, lập cái bàn thờ, cái miệng là để cho chúng ta nhớ gì? Nhớ thực hành tu tập thân khẩu ý của mình, là tập chánh niệm đó, tập niệm đó, tập về niệm giác chi đó. Phải nhớ quán niệm cái miệng của mình và thờ cái miệng của mình, tức là không cho cái miệng của mình được nói những lời tà ngữ không đúng pháp, gìn giữ cái miệng của mình ở trong cái chánh ngữ đúng pháp. Mà mình luôn nhớ như vậy là mình đang tập gì? Niệm giác chi, mình đang tu tập niệm giác chi. Đúng không ạ? Rồi hôm nay mình lại tiếp tục tu tập. Hôm nay mình có viết tiếp cái phần tập khí của mình ra không? Có không? Có hả? Đây là ngày thứ hai ha. Tới ngày thứ ba còn làm không? Phải ghi như vậy thì mới nhớ. Mà nhớ là gì? Nhớ là niệm. Nhớ cái lỗi lầm của mình thì mới có khả năng ngăn chặn được lỗi lầm của mình. Không nhớ làm sao ngăn chặn? Phải không? Không nhớ là sống trong vô minh, hành xử trong vô minh. Thì những cái lỗi lầm ở trong thuộc về tập khí, mình sẽ phạm hoài, phạm hoài, phạm hoài. Thành ra phải nhớ, phải nhớ, phải cẩn trọng, thận trọng. Nhớ rồi thì mới có thể hộ trì các căn, rồi mới có thể tiếp tục trong cái sự chánh niệm tỉnh giác, và mới tu tập được niệm giác chi. Thì khi nói về niệm giác chi thì mình phải quay về ở trong cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì cái phần này sẽ nói rộng khi mình đi vào trong cái phần tứ niệm xứ. Trong cái phần tổng quát về bát chánh đạo thì con đi tổng quát thôi. Như vậy cái tinh cần thứ ba là tinh cần tu tập chánh niệm tỉnh giác. Tu tập bảy giác chi là cái pháp đầu tiên là phải tu tập chánh niệm tỉnh giác theo tứ niệm xứ. Niệm giác chi là phải tu tập chánh niệm theo tứ niệm xứ. Mình rõ không ạ? Đạo tràng mình hôm nay có tu tập không? Thật ra sự tu tập của mình là nằm ở trong tứ niệm xứ, đâu có xa. Con luôn nhắc nhở chúng ta tu tập quan sát, quay nghi, cử chỉ, lời nói, hành động của mình, phải không? Nên nằm tứ niệm xứ đó, nhưng mà chưa có đi vào chi tiết thôi. Rồi có tập nhận diện ngũ quẩn đó, phải không? Nó nằm ở trong tứ niệm xứ luôn. Khi quay về nhận diện ngũ quẩn là khi đó mình đang có chánh niệm hay mình thất niệm? Là chánh niệm đó,
Khi đó là đang là tinh cần tinh tấn tu tập chánh niệm, là tức là tu tập về niệm giác chi đó. Học tu trong cái dòng pháp này thấy hoan hỷ lắm. Khi mình thành tựu trí tuệ của mình, trí tuệ của mình là thông tuệ, thông tuệ. Thông tuệ là trí tuệ thông suốt được các pháp đang vận hành như thế nào, mình sẽ thấy các pháp hoạt động nó có cái sự nối kết ở trong nhau hết một cách chặt chẽ. Trong 37 bồ đề phần là một sự nối kết chặt chẽ. Thật ra 37 bồ đề phần chính là bát chánh đạo, bát chánh đạo chính là 37 bồ đề phần, không có khác. Thì khéo tu khéo quán đưa pháp về trong từng cái vị trí của nó rồi mới thấy à, các pháp có sự kết nối trong đó. Khéo tu khéo quán sát mình sẽ hiểu, tại vì nó phải có sự kết nối chặt chẽ như vậy mình mới có thể sao ngăn chặn được lậu hoặc phía bên ngoài, diệt tận được lậu hoặc phía bên trong. Cái màn lưới tu học của mình gì thì là gì, 37 bồ đề phần hay bát chánh đạo là một cái màn lưới chặt chẽ để bảo vệ nội tâm của mình trước những cái lậu hoặc bên ngoài có thể xâm nhiễm vào, và sau đó tập trung vào diệt tận những cái lậu hoặc phía bên trong. Một cái màn công kích, một cái màn bao vây chặt chẽ với lại 37 bồ đề phần, hay là nói về bát chánh đạo cũng được, không sao. Tại vì sao? Chánh tinh tấn là tứ chánh cần rồi, chánh niệm là tứ niệm xứ, bảy giác chi là nằm ở trong niệm giác chi rồi. Về năm căn tính tấn niệm định tuệ, tính nó nằm ở trong chánh chi kiến, tấn nó thuộc về bốn chánh chánh cần, niệm thuộc về bốn niệm xứ, định thuộc về chánh định tứ thiền, tuệ thuộc về chánh tri kiến. Tại sao tính thuộc về chánh tri kiến? Phải có một cái trí tuệ chân chánh, phải có chánh kiến thì lòng tin của mình nó mới trở thành là chánh tính. Còn mình không có thành tựu trí tuệ chân chánh về Phật pháp tăng giới, mình không có thành tựu cái chánh tri kiến đó, thì cái lòng tin của mình đối với Phật pháp tăng giới sẽ là một cái sự, một cái lòng tin lệch lạc, sai lầm. Tin hiểu về Phật, tin hiểu về pháp, tin hiểu về tăng, tin hiểu về giới không đúng cách, giữ giới không đúng cách, lại rơi vào trong giới cấm thủ. Thành ra chánh tín có mặt khi chánh tri kiến có mặt. Mình hiểu chỗ này hay không? Thành ra khi một người thành tựu lòng tin bất động đối với Phật pháp tăng và giới, vị này được gọi là vị nhập lưu. Là tại vì sao? Là vị này là một vị thành tựu chánh kiến, thì vị này mới có thể có được một cái lòng tin bất động đối với lại Phật pháp tăng và giới được. Nếu mà không có chánh kiến, vị này không thể có một cái lòng tin chân chánh bất động đối với lại Phật pháp tăng và giới. Lòng tin đó là có thể dao động khi bên ngoài, khi bệnh tật đến, khi những vấn đề cầu sinh của vị này không được tội nguyện, những nhân duyên khác bên ngoài đáp ứng được cái sự cầu sinh của vị này, về sức khỏe, về thọ mạng, về tiền bạc, vật chất, tình tiền tù tội, thì khi mà vị này không được thỏa mãn những cái điều đó mà nơi khác làm cho vị này thỏa mãn, thì vị này có thể từ bỏ cái lòng tin đó, đi đến với lại nơi kia để đạt được cái mục đích, cái ham muốn của mình. Thành ra lòng tin đó dù là thấy nó rất là mê tín, thuộc dạng mê tín luôn, nhưng mà lại dễ dàng thay đổi khi cái mục đích của lòng dục đó không được thỏa mãn. Thì như vậy xét về năm căn năm lực cũng nằm trong bát chánh đạo, 37 bồ đề phần, bảy giác chi. Bảy giác chi là sao? Niệm giác chi đã nằm ở trong gì? Tứ niệm xứ rồi.
Và các pháp giác chi cũng vậy, nó nằm trong cái quá trình thực hiện từ chánh niệm đi đến chánh định. Và sau đó là gì? Là bát thánh đạo. Bát thánh đạo mấy pháp đó nằm trong hết. Ba mươi bảy bồ đề phần chính là bát thánh đạo. Bát thánh đạo chính là 37 bồ đề phần. Thành ra khéo quan sát, khéo tu tập, những cái pháp chúng ta tu tập nằm ở trong đó hết. Nhận diện ngũ uẩn nằm trong chánh niệm, nằm trong chánh chi kiến, phải không ạ? Các pháp nó nằm trong trống hết rồi. Để tu tập tâm hiền, tâm niệm kia đều nằm trong chánh tư duy. Tinh cần quan sát tự thân của mình, nhận lỗi của mình, không có nhìn vô lỗi của người mà nhìn vô lỗi của mình. Cái sự tu học như vậy là một cái sự tu học chân chánh. Khéo quan sát mình, khéo hộ trì tự thân của mình là một sự tu học chân chánh đúng pháp. Khi mà mình tu tập được ở trong bát chánh đạo, mình thấy đây là một cái đạo lộ hoàn toàn an toàn cho mình, an toàn cho mình và rất là hoàn hảo cho mình trên con đường đi đến sự thoát khỏi sanh tử, chấm dứt những cái bọt nước vô thường tạm bợ dễ tan dễ vỡ như thế này, to bự như vậy nè, là một canh vi khuẩn thôi, siêu vi thôi, COVID thôi, không biết canh đó nhỏ cái cỡ nào, canh mà COVID đó, hay là cái COVID đó, không biết cô nhỏ như thế nào mình to mình bự như vậy mà cô đánh mình cái rụp vài ngày là mình tiêu. Vậy như vậy cái thân này mình có thấy rõ ràng là gì, là mong manh không, tạm bợ dễ tan vỡ hay không? Thấy nó to như vậy đó, mà một cái vi sinh vật nhỏ như vậy đó, một con virus nhỏ như vậy đó, virus nhỏ xíu à, phải không à? Vậy mà có thể vào trong cơ thể của mình làm ổ làm tổ trong vài ngày là xong, phá banh cơ thể của mình. Cho nên á, thân này được gọi là bọt nước, là đóng bọt, là như vậy đó. Mà cô Hạnh Đức cũng dùng cái danh từ cũng hay, bọt nước con. Vô bọt nước con, xin chào bọt nước bà. Cũng hay lắm, nhắc nhở nha, bọt nước. Bọt nước con xin chào bọt nước hiền giả. Hay, nó nhắc cả hai, vừa cung kính mà vừa là rỗng không. Cái bọt nước đó là khi mà nói, khi mà xưng hô nó dắt người ta phá liền, phá liền cái ta, cái tôi, cái thân kiến, ta chẳng là ai cả, một bọt nước. Hay lắm. Thôi bọt nước hiền giả đừng sân nó đi, nghe cũng được. Ta nghe chỉ bọt nước vô được lúc đó là mừng. Đang sân si, đang hơn thua, đang phiền não, đang bực bội, đang khó chịu, đang bị xúc phạm đến bản ngã, tự ái đang to đùng, và bọt nước xin đừng giận nữa. Cũng hay, bọt nước hiền giả hay lắm ạ. Thực hành cái đó cô Hạnh Đức cũng thấy được kết quả phải không? Tốt lắm. Chính vì mình không nhìn thấy mình là bọt nước, không nhìn thấy mình là một cái đống mà bất tịnh được bao bọc với một cái lớp da banh ra, lớp da đang bao bọc như vậy. Bây giờ thử coi mổ một cái đường giữa này banh ra, banh ra lộn ngược như vậy, coi cái gì bên trong coi. Mình không thấy có cái ai trong trỏng hết. Đúng là một khối bất tịnh được bao bọc bởi một cái đống da thôi. Lộn ngược nó ra, mình quán tưởng lộn ngược nó ra có ai hay không, không thấy có ai trân trọng.
mà phá luôn những cái hình ảnh về những cái bộ phận dục của nam nữ, mổ vậy ra là phá luôn, không còn hết. Tốt hơn 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 nữa là giống như mình gom đống đồ dơ mình đem đi dục, gom cái đống da nó dục ra liền, là không còn những cái hình ảnh của bộ phận nam nữ để mà khởi dục. Tại nhiều khi bây giờ dục mạnh quá, đang quá như vậy mà hình ảnh của cái bộ phận dục nam nữ nó khởi lên thì vẫn khởi dục, cũng là bình thường. Đối với những vị vào trong những cái tuổi mà thanh niên, trai tráng, lực lưỡng, nam cũng như nữ, nữ cũng vậy thôi à. Vào trong những cái tuổi đó thì nó rất là sung mãn trong dục, rất là dễ sanh khởi dục. Nhiều khi đang quán vậy mà dục vẫn khởi như thường. Thành ra cái cách quán của mình làm sao phải khéo, nhanh gọn lẹ, tháo lớp da ra dục liền, mất đi những cái bóng dáng của những cái phần dục. Không là băm 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 chặt liền những cái phần đó dục cho chó ăn. Vào trong quán thân là bầm ra trước, sắc ra trước, thẻo ra rồi băm 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 dục cho chó ăn. Xong rồi lột da liền luôn, lột da liền ra, thẻo xong rồi lột da liền ra, băm luôn, dục hết, tan tành, còn gì nữa đâu. Chỉ vì một cái khối bất tịnh bẩn thỉu nhơ nhớp như vậy mà lòng dục nó cứ khởi lên không có dừng nghỉ. Mà lại khổ một điều là dục là thọ, một cái loại cảm thọ. Mà thọ lại là cái gì? Thọ lại là bóng bóng, là những cái khối khí ở trong cái cơ thể này sanh khởi thôi. Mà những cái khối này, những cái khối khí này này, nó khởi rồi nó tan, nó khởi rồi nó tan, nó khởi rồi nó tan. Mà do cái gì? Do cái dục lậu, là do cái tâm này nó ế nhiễm, mà lại sanh ra trên một cái thân do dục tạo nữa. Tâm thì có dục lậu, thân thì do dục tạo. Hai này nó phối hợp với nhau, thành ra cái dục nó hoạt động trong suốt đời sống thôi. Vì vậy suốt đời sống của mình là đời sống của dục. Dục hoạt động, dục vận hành, dục chi phối, dục khống chế, dục động hành. Chứ không có ai vậy đây. Hiểu ra rồi mới thấy mắc cười, hiểu ra rồi mới thấy mắc cười. Nhưng đó là sự thật, đó là sự thật. Tâm này thì có dục lậu, thân này thì do dục sanh. Vì vậy đây được gọi là thế giới của dục. Đức Phật gọi đây là thế giới của dục công đức. Dục công đức, cho có làm có những cái nghiệp gì đó cũng còn được được đỡ đỡ mới được sanh làm người, phải không? Rồi tùy theo phước nhiều phước ít mà có người sướng, người nghèo, người giàu gì khác, người khổ. Nhưng khổ đó làm sao khổ bằng ở địa ngục. Cho nên là trong cảnh người vẫn sướng hơn trong cảnh địa ngục rất là nhiều. Đây được gọi là thế giới dục công đức. Thì như vậy con chia sẻ để cho chúng ta đại khái nhìn thấy được cái mối liên hệ trong Bát Chánh Đạo và 37 Bồ Đề Phần. Khéo quán, khéo nhìn, khéo tu tập thì nhìn thông suốt được các pháp. Thông suốt được các pháp tuyệt vời vi diệu, tuyệt vời vi diệu vô cùng. Thì như vậy cái tinh cần tinh tấn thứ ba chính là tinh cần tinh tấn tu tập. Những thiện pháp mà chưa sanh khởi mình phải làm cho nó sanh khởi. Và một cái ví dụ cụ thể đó là phải làm cho sanh khởi được gì? Bảy giác chi. Phải tu tập, phải làm sanh khởi được niệm giác chi là pháp đầu tiên. Và đây là điều con nhắc chúng ta thường, làm cái gì cũng vậy, phải quan sát lại tự thân của mình, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Đó là niệm giác chi, đó là chánh niệm đó, là cái tinh cần tinh tấn thứ ba đó. Nỗ lực tu tập, tu tập chánh niệm. Làm cái gì cũng phải quan sát là tự thân của mình, làm việc phải trong chánh niệm, tỉnh giác. Đó là nhắc chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác đó, không có nằm ngoài Bát Chánh Đạo đâu, phải không ạ? Và cái tinh cần tinh tấn thứ tư là gì?
hộ trì, tinh cần hộ trì, hộ trì những định tướng hiền thiện đã xuất hiện, đã sanh khởi. Định tướng về tâm hiền, định tướng về bọt nước, định tướng về tâm thương, định tướng về từ bi hỷ xả, định tướng về cốt tưởng, cửu tưởng, được gọi là cửu tưởng. Cửu tưởng là gì? Chính cái tưởng, cốt tưởng mà cửu tưởng là chính cái tưởng về xác chết. Xác vừa chết như thế nào, nằm im lìm bất động, xanh lè xanh lè. Sau đó là xác sao nó trở nên là đen, bầm đen, tím đen lại. Rồi sau đó là xác nó phình trương lên. Rồi sau đó là xác bắt đầu là có dòi ăn. Dòi ăn rồi sau đó xác bắt đầu có nứt nẻ ra. Nứt nẻ ra, nứt vỡ ra bên trong á. Hàng đàn dòi bắt đầu nó bò ra, bò ra, bò ra. Trên một cái xác đã trương phình, bò ra nó ăn rồi bắt đầu cái xác nó đổ, nó vỡ ra. Vì trái dưa gan mà chín ruột, nứt da là đổ ruột. Mình biết trái dưa gan không? Dưa gan mà khi nó chín quá thì sao nó nứt da, nó đổ ruột. Thì cũng giống như vậy, khi cái xác này nó trương phình lên đến một cái độ nào đó thì bắt đầu nó nứt ra. Nó nứt ra thì dồi ở trong á, bò ra ào 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 ào. Tại vì dồi nó đã ăn cái nội tạng phía bên trong rồi. Dồi đã ăn nát cái nội tạng phía bên trong rồi. Và bây giờ khi mà cái xác, cái da nó trương phình lên, bắt đầu nó nứt da ra, bắt đầu dồi ở trong nó bò ra. Bắt đầu nó chảy nước ra. Nó chảy nước ra rồi những con dồi bắt đầu lại tiếp tục nhào vào trong, ăn trong các cái hốc mắt. Nhào vào trong các cái lỗ tai, ăn hốc mắt. Và nhiều khi tự ở trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong hốc mắt nó trào ra, nó tràn ra, nó tại vì nó ăn từ bên trong ăn ra rồi bên ngoài. Khi nó ra bên ngoài nó lại tiếp tục ăn trở lại những cái mà nó ăn chưa xong. Nó ăn cho đến khi hết tất cả những cái phần mềm. Nó ăn sạch sành xanh. Mà lúc đó có con chó rừng hay con giả can gì đến ăn phụ nó. Chim kênh kênh gì đó lại ăn phụ nó. Con quạ có mặt cũng lại ăn phụ nó. Thì như vậy khi đó là đến cái tưởng gì? Cái tưởng mà trương phồng lên. Trương phồng rồi sau đó là sao? Nó xanh đen lại, tiếp tục xanh đen trở lại. Và nó nát thối ra, thối rửa ra. Thối rửa rồi các loài côn trùng tiếp tục ăn một cái thời gian nữa. Ăn cho đến khi nó hết sạch cái phần mềm. Nó lòi ra nguyên cái bộ xương. Còn nguyên cái bộ xương là tới cái pháp quán thứ 6, thứ 7 gì rồi. Cửu tưởng là chính cái tưởng quán biệt, chính cái giai đoạn của xác chết. Cửu tưởng là chính cái sự quán tưởng về chính cái giai đoạn phân rã của một cái tử thi, từ khi chết cho đến khi trở thành cát bụi. Sao khi mà ăn hết phần mềm thì còn xương. Rồi một thời gian sau, cái bộ xương này khô lại. Thời gian đầu bộ xương còn máu, còn gân kết hợp với nhau. Thời gian sau xương khô lại. Rồi một thời gian sau nữa là xương bạc trắng. Xương trở nên trắng. Sau nhiều năm xương trở nên trắng bạc, trắng phao. Và sau một thời gian nữa thì xương tan thành bột, trở về cát bụi. Đó là quán nguyên cái quá trình phân rã của một cái tứ đại khi bắt đầu nhắm mắt. Từ bỏ một cái thân xác đầy dục ái tham sân si, hơn thua ngã mạn, cao ngạo ta đây vỗ ngực xưng tên. Một cái thân xác mà khi còn sống ngông nghênh, ngông cuồng, đầy tham lam, đầy ích kỷ,
để ganh tị, để tập đố, bao nhiêu những sự tranh giành để cho nó được cái quyền lợi bày khác, tư lợi cho bản thân. Nhưng khi đến giờ thân ngoại mạng chung, nó sẽ tan rã như vậy. Đó là nằm trong cái phần quán sát chết ở trong tứ niệm xứ. Phải quán được như vậy nó mới xả ra cái lòng dục đối với lại một cái xác mà đầy dồi ăn phía bên trong. Bây giờ còn sống vậy chứ bây giờ mổ ruột ra coi con gì nằm trong, con gì sáng lại, sáng móc, rồi sáng gì nữa, sáng mít hả, sáng mít. Hôm bữa nó chiếu ở trong cái ruột con heo á, nó có cái con sáng gì mà nó dài chắc cũng cỡ như vậy nè, dùng đũa hả? À, đúng rồi, nó bự như vậy nè, mà nó cả nùi trong trống đó. Nó cả nùi trong trống đó. Người ta quay video đó người ta đưa lên mạng cho mà coi. Thành ra mình đừng nói bây giờ mình đang sống ngon lạnh thơm lắm hả? Thử coi, móc cái ruột ra đi rồi sẽ biết à, ai ngon hơn ai, ai thơm hơn ai. Thế mà cứ hàng ngày dỗ vô bụng, ta đây, ta vậy, ta khác, hơn thua. Mình đang tranh giành cái gì, quyền lợi cho những con gì? Con dung, con sáng. Trời ơi, mà nhìn cái con đó, tôi nhìn mà ám ảnh luôn, mà móc ở trong ruột ra, nó nuôi. Trời ơi, mà nó dài lắm chắc. Thì trong cái cơ thể của mình nó là như vậy đó. Những cái loài sinh vật đang sống trong, nói đây là cơ thể của mình đó, nhưng mà những cái loài sinh vật đang sống trong, nhiều khi sáng chó nó lên tới đầu, sáng chó nó đi khắp cái bộ phận trong cơ thể, khủng khiếp lắm, điều trị rất là hao tốn, sáng chó sáng mèo rồi chết rồi là bên trong đó, đầu tiên nội tạng là cái thúi trước, phải không ạ? Khi mình chết nội tạng thúi trước, phải không ạ? Mà khi nó thúi thì sao ạ? Nó sẽ sản sinh ra những cái loài mà chúng sanh được sanh ra từ trong những cái đồ hồi thúi, sanh ra con dồi. Mà những con dồi đầu tiên sanh ra là bắt đầu ăn hết những cái phần mà nội tạng ở trong mình, ăn hết. Rồi đến khi cái thân này trương phình lên rồi nứt ra như trái dưa gan vậy, thì bắt đầu sao đó, nó tuôn ra, nó trào ra. Bản chất của thân này là như vậy, là tanh hôi, là bất tịnh, là không có chủ thể. Thế mà dục ái phía bên trong, những cái dòng khí của dục của ái sanh khởi liên tục, tham ăn, tham nói, tham chơi, tham phóng dật, tham buông lung, sân hận, tức giận, hiềm hận, ganh tị, ghim gút ở trong lòng hoài, không có cái gì phía bên trong vậy đó. Mà lại đúng là tại vì bên trong nó hôi thối, thành ra sao? Bên trong nó hôi thối, hình như nó cũng tích trữ những cái đồ hôi thối thôi. Thân hôi thối rồi tích trữ một cái tâm hôi thối. Bữa mình đọc rồi, mình phải dùng cái gì để trị cái bệnh mà thân hôi thối và tâm hôi thối? Dùng cái gì? Thánh dược. Thánh dược hay hơn cả thần y Qua Đà. Thần y Qua Đà trị thân hôi thối, làm cho thân hôi thối duy trì thêm được một vài năm, nhưng rồi cũng tới lúc nó hôi thối và tan vỡ. Còn thánh dược bát chánh đạo này trị dứt căn bệnh tâm hôi thối. Mà chẳng những dứt căn bệnh tâm hôi thối rồi, nó làm dừng lại sự sanh khởi những cái thân hôi thối, làm cho chúng sanh thoát được những cái thân hôi thối như thế này. Thành ra con nói là cái bài Phật Đạo Vô Thượng của mình phải làm trở thành một cái bài hát hùng hồn nhất trên thế gian này.
Đó là thánh hùng ca, thánh giải thoát ca. Thánh hùng ca, thánh giải thoát ca. Thánh khải hoàn ca. Phải hùng hồn, phải mạnh mẽ. Phải hát vang lên trời đất này. Phải làm thức tỉnh được trời đất này. Một pháp môn quá tuyệt diệu, một pháp tu quá tuyệt diệu, một đường lối tu quá tuyệt diệu. Làm cho con người giải thoát khỏi tất cả những cái thân hôi thối và tâm hôi thối. Giải thoát khỏi cái sự hôi thối đó một cách hoàn toàn thì không tuyệt diệu nữa à. Như vậy cái sự tu học của mình là sao? Là đều nằm trong bát chánh đạo, nằm trong gì? Phật đạo vô thượng. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã có một cái sự học hiểu chính xác rõ ràng về chánh tinh tấn. Hay là bốn chánh cần. Bốn chánh cần như vậy thì chúng ta vẫn còn mới là đi dạo qua thôi. Tinh tấn thứ nhất là sao? Tinh tấn gì? Chế ngự sáu căn, chế ngự thân khẩu ý. Để chế ngự được thân khẩu ý. Tinh tấn thứ hai là gì? Tinh tấn đoạn diệt những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm. Đoạn diệt tà tư duy. Rồi đoạn diệt những cái thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện. Phải đoạn diệt, phải chấm dứt. Ai nói chuyện mà cái tật hay khiều khiều người ta này cũng phải đoạn diệt cái thân hành đó đi. Có không? Đây có ai nói chuyện gì không? Chuyện hay khiều khiều khiều. Chị cái khiều quẹt ta liên tục. Anh ta phải kiểm tra thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Coi nó còn những cái bất thiện, những cái vô minh, những cái tập khí như thế nào. Phải giết phục, phải đoạn diệt. Rồi cái tinh tấn thứ ba là tinh tấn tu tập, chánh niệm tỉnh giác, tu tập những cái thiện pháp mình đã được học hỏi. Tinh tấn thứ tư là gì? Hộ trì những cái thiện pháp mà mình vừa tu tập được. Đừng có để cho nó tan biến, biến mất. Như trong tâm mình có cái sự hoan hỷ vì được học bát chánh đạo là cứ hộ trì cái sự hoan hỷ đó. Rồi quán mật nước đã thực hành được, mỗi người đều được hai tầng tịnh tu hết rồi, phải không? Rồi bây giờ khéo hộ trì định tướng đó. Rồi quán bất tịnh mình cũng đã có bài rồi, xem trong đó mà quán và duy trì những cái định tướng đó. Những định tướng đó đưa đến mình phá được thân kiến, phá được lòng dục, phá được lòng ái, phá được lòng sân, phá được sự ngu si trong nội tâm của mình. Là tinh tấn hộ trì những thiện pháp mình đã có. Mình cứ nghĩ đi, một người chỉ cần thực hành được một cái tinh tấn này thôi, thấy sự tu tập của mình ngon không? Ngon không? Một người chỉ cần tinh chuyên trong cái phần thực hành về hộ trì các căn thôi là đã quá ngon rồi. Nhiếp phục được mình gọi là khá tốt rồi. Bây giờ lại còn sao? Đoạn tận những thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện. Mà lỡ làm rồi là phải nhiếp phục. Tập khí nào đó là phải nhiếp phục. Lại còn có cái tinh cần về gì? Tu tập về chánh niệm tỉnh giác, tu tập những cái thiện pháp mà mình đã được học hỏi. Rồi lại còn cái sự tinh cần mình duy trì, hộ trì những cái thiện pháp đã sanh khởi. Bốn cái sự tinh cần này mà không đưa đến chứng quả A-la-hán mới là lạ, phải không? Bốn sự tinh cần này mà đưa đến, mà ứng cử viên lậu tận mà đạt được lậu tận là chuyện bình thường, là chuyện nhân quả, là chuyện logic. Vậy bây giờ các ứng cử viên lậu tận biết mình phải tinh cần cái gì chưa? Pháp học đã quá rõ ràng rồi, phải không ạ? Bây giờ mỗi ngày mình cố gắng làm gì? Cố gắng là cái chữ gì? Là cái chữ tinh cần, tinh tấn đó. Thì kia mỗi ngày cố gắng làm gì? Mỗi ngày cố gắng hộ trì các căn, kiểm soát nội tâm của mình là cái thứ hai, để đoạn tận những cái pháp bất thiện sanh khởi trong tâm.
Tu tập chánh niệm tỉnh giác, thành ra mỗi ngày cố gắng hộ trì các căn, kiểm soát nội tâm, tu tập chánh niệm, duy trì định tướng, nhớ không? Vậy là quá dễ rồi phải không? Mỗi ngày cố gắng là gì? Thứ nhất là gì? Hộ trì các căn. Thứ hai, kiểm soát nội tâm. Thứ ba, tu tập chánh niệm tỉnh giác. Thứ tư, duy trì định tướng. Nhớ chưa? Mỗi ngày cố gắng làm bao nhiêu đó. Mà nói cái chữ cố gắng là cái chữ tinh cần tinh tấn. Mà cố gắng làm những việc đó là những việc chân chánh của cái sự tinh cần tinh tấn, được gọi là chánh tinh tấn. Quá ngon lành. Ngon chưa? Một ngày biết rõ mình phải làm gì chưa? Biết rõ rồi phải không? Tuyệt vời quá phải không? Nói biết bao nhiêu đi thôi là cũng đủ mừng đủ. Mừng vì mình sao? Đã thấy chánh pháp, đã gặp chánh pháp, đã học chánh pháp, đã được nghe chánh pháp rồi, phải không? Bây giờ người tu biết rõ là bây giờ phải cố gắng làm gì rồi, phải không? Sự cố gắng của mình không còn mù mờ, không biết phải cố gắng làm cái gì nữa. Thấy rõ chưa? Thấy cái tương lai của mình tươi sáng chưa? Tương lai tươi sáng chưa? Tương lai quá tươi sáng rồi. Giờ biết rõ tu là ngon lành rồi. Thôi tu là làm cái gì? Tu là cố gắng hộ trì các căn, kiểm soát nội tâm, xem có dục tâm, sân tâm, hại tâm gì, tham sân si gì, sanh khởi gì, phục. Thì tu tập chánh niệm tỉnh giác, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, hộ trì những định tướng hiện thiện đã sanh, hộ trì, duy trì, tăng trưởng, phát triển những định tướng hiện thiện đã sanh. Rõ chưa? Rõ bốn sự tinh cần chưa? Con nhắc lại là thứ nhất là tinh cần chế ngự các căn. Nói đi. Tinh cần chế ngự các căn. Tinh cần đoạn tận tà tư duy. Tinh cần đoạn tận tà tư duy. Tinh cần tu tập chánh niệm tỉnh giác. Tinh cần tu tập chánh niệm tỉnh giác. Tinh cần hộ trì định tướng hiền thiện đã sanh. Tinh cần hộ trì định tướng hiền thiện đã sanh. Tinh cần hộ trì. Tinh cần hộ trì. Các định tướng hiền thiện đã sanh. Các định tướng hiền thiện đã sanh. Đó. Bây giờ trong một ngày là cố gắng làm bao nhiêu đó việc á. Cố gắng tự nhiên là sự nỗ lực, sự cố gắng là sự tinh cần tinh tấn. Mà bốn cái tinh cần tinh tấn như vậy được gọi là bốn cái tinh cần tinh tấn chân chánh của một người tu trên con đường đi đến sự đoạn diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Hiểu chưa? Thì mình đã hiểu rồi, mình hãy nỗ lực thực hành. Một cái bài kinh Đức Phật nói, kinh này được gọi là kinh, bài kinh tên là Hành, Tăng Chi bộ 1 trang 572. Này các tỳ kheo, tỷ kheo, khi đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỳ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi đến, không hiện hữu, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Một người tinh tấn hạ liệt là như thế nào? Là một người khi đang đi, hay khi đang đứng, hay khi đang ngồi, hay khi đang nằm thức, nằm mà còn thức đó, mà khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm. Dục tầm là gì? Tầm là tầm cầu. Tầm là tầm cầu. Dục tầm là khởi lên những suy tư, suy nghĩ hướng về dục, hướng về dục. Những suy tư, suy nghĩ hướng về dục, liên hệ tới dục, đó được gọi là dục tầm. Những suy tư, suy nghĩ tìm đến cái sự sân si á,
sự sân hận tìm đến hay là tầm đến, tầm cầu tìm kiếm, thì những cái suy nghĩ suy tư mà hướng đến hay là tìm đến với lại cái lòng sân thì được gọi là sân tầm. Những suy tư suy nghĩ mà tìm đến hướng đến với lại dục thì được gọi là dục tầm. Những suy tư suy nghĩ tìm đến hay là hướng đến với lại những cái sự ngu si tai hại đưa đến hại mình hại người đó, đó được gọi là hại tầm. Khi một tỳ kheo hay là khi một người tu đang đi hay đang đứng hay đang ngồi hay đang nằm mà khởi lên những cái dục tầm, sân tầm hay hại tầm, mà nếu vị này chấp nhận, mình thấy mình đang đi mình khởi lên cái bực bội ai đó, hay là mình đang đi cái mình khởi lên mình nghĩ mình có những cái dục, những cái ham muốn vậy khác á, hay là mình đang đi mình có những cái suy nghĩ là nghĩ đến cái việc hại người hại mình ngu si á, là những cái suy nghĩ thuộc về ganh tị tật đố ích kỷ hẹp hòi á, thì có những cái suy nghĩ như vậy đó mà khởi lên khi mình đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi mà nó khởi lên mà mình chấp nhận, mình hoan hỷ, mình không từ bỏ. Mà nếu tỳ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, khi mình đang đi đứng nằm ngồi mà mình khởi lên những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm như vậy mà mình chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch những cái tư tưởng bất thiện đó, mình không làm cho nó chấm dứt hoàn toàn đó, mình không làm cho nó đi đến là không hiện hữu nữa, thì với một người khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm mà cũng thức á, mà có một cái sở hành như vậy. Sở hành như vậy là có một cái ý hành, một cái tâm hành như vậy đó, sở hành như vậy đó, là cái sở hành của cái người ấy đó. Thì một người mà có một sở hành như vậy, người ấy được Đức Phật gọi là người không có nhiệt tình trong sự tu học. Được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, không có xấu hổ trong sự tu học. Những pháp bất thiện đang sanh khởi như vậy mà không biết xấu hổ, không biết tạp quý, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Nhớ chưa? Con đọc lại nè. Ở phần sau là Đức Phật lặp lại: này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đứng 3, khi đang ngồi 3, khi đang nằm thức 3, khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỳ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấp nhất, không có đi đến làm cho nó không hiện hữu nữa. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang nằm thức có sở hành như vậy, hay khi đang đi đứng nằm ngồi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Mình phải ráng nhớ cái bài kinh này để kiểm soát coi mình có tinh tấn hạ liệt như vậy hay không. Tinh tấn hạ liệt có nghĩa là gì? Là một cái sự mà siêng năng tồi tệ, là không có siêng năng đó, hiểu không? Tinh tấn hạ liệt tất nhiên là cái người mà thấp quá cái sự tinh tấn phía bên trong, thấp kém về cái sự tinh tấn đó, gọi là không có sự tinh tấn đó, gọi là tinh tấn hạ liệt. Nhưng mà cái chữ này đi kèm thấy nó cũng hay đó. Và cái phần thứ hai Đức Phật nói: này các tỳ kheo, tỳ kheo khi đang đi hay khi đang đứng hay khi đang ngồi hay khi đang nằm thức, khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, làm cho nó đi đến cái chỗ là không hiện hữu nữa. Tất nhiên là khi mình đang đi đứng nằm ngồi mà những cái dục ái tham sân si sanh khởi, mình không có chấp nhận điều đó, mà mình phải từ bỏ, mình tẩy sạch nó, mình chấm dứt nó, mình diệt tận nó, mình làm cho nó đi đến cái chỗ là không được phép hiện hữu nữa. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi, đứng, ngồi, nằm có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tình tu tập, có xấu hổ, biết xấu hổ trong các bất thiện pháp, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng, liên tục thường hằng trong sự tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Còn lại là liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt.
Còn bây giờ hãy mà mình đang đi, đứng, nằm, ngồi, thức gì đó, mà thấy trong nội tâm mình sanh khởi những pháp ác bất thiện, dục ái, tham, sân, si, bản ngã, lập tức nhìn vô quán chiếu, diệt tận, diệt tận, không cho nó tiếp tục nữa. Thì Đức Phật gọi mình là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục, thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Hãy ráng nhớ những cái câu kinh, câu pháp như thế này để nhắc nhở mình. Khi mình thấy mình có dục ái, tham sân si sanh khởi, mình có cái sự tinh tấn hạ liệt hay là tinh cần, tinh tấn, siêng năng đúng pháp. Mà hãy thấy mình hạ liệt thì làm ơn xấu hổ, mắc cỡ và không cho phép mình tiếp tục như vậy nữa. Phải lập tức chấm dứt những pháp bất thiện đang sanh khởi trong nội tâm của mình.